Thế nha, bây giờ mình bắt đầu vào học nha. Đếm đồng phân à? Đếm đồng phân thì sắp tới thì có một cái chiêu cực kỳ kinh khủng cho các em. Rồi mình có đấy, câu đầu tiên. Tất cả các bạn mà mai kiểm tra học kỳ thì tối nay cùng theo dõi video livestream thầy nhá, học luôn ngay trên này. Bạn nào biết được đáp án nào thì comment ngay lập tức để thầy biết nha. Câu C4H8O có bao nhiêu đồng phân ăn côn mạch hở? Này nhiều bạn bị sai lắm. Này. Bao nhiêu đồng phân ăn côn mạch hở? Thế các em cần chú ý thầy này. C4H8 nhá. Vậy anh này có một nối đôi CC này. Vậy thì vẽ mạch cho các em nhìn nhá. Một nối đôi CC thì C4 này. Đây là mạch chính này. Một thằng này. Hai thằng này. Ba thằng này. Các em nhìn thấy chưa? Ba thằng nhá. Ba thằng này thì các em lưu ý rằng là nhóm OH còn một thiếu một nhóm OH nữa thì nhóm OH thì sẽ đính vào carbon no. Chú ý nhá. OH chỉ đính vào carbon no thì nó mới bền. Còn OH mà đính vào carbon không no thì kém bền. Ok chưa? Các em nhớ chưa? Đấy, thế vậy này. Đánh vào đây là 1 này, đánh vào đây là 2 này, đánh vào đây là 3, tại vì là đây với đây là đối xứng với nhau này. Đúng chưa? Đánh vào đây không được, đánh vào đây không được, đánh vào đây là 4, tại vì thằng này đối xứng với nhau. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là có 4 đồng phân ăn côn mạch hở. Đúng chưa? Nhưng tất cả các bạn nào chọn 4 là sai. Em biết tại sao không? Tại vì khi đính vào 3 này còn đồng phân hình học. 4 cộng 1 sao là có 5 đồng phân cơ. Thì vẽ cái thằng số 3 cho các em nhìn nhá. C này. OH này. C này. H này. Nối đôi này. C này. C này. H này. Cụm này khác cụm này. Cụm này khác cụm này. Vậy suy đanh này có đồng phân hình không? Nay trong đề thi bọn em có câu này tiếp nhỉ. Thầy có dạy skin rồi, đúng rồi. Nhưng mà hôm nay kinh khủng hơn, không no công thức cấu tạo kiểu 345 248 không. Không no thì có 345 nhưng không phải 248. Các em nhớ nhá. Không no thì có 345 nhưng không phải 248. Đấy, thì thầy dạy cực kỳ kỹ trong cái khóa online của thầy nhá. Đấy, các em hiểu bài không nhỉ? Bạn nào hiểu thì chấm cái. Không phải là C đâu. Không phải là C đâu, chỉ có 5 thôi. Đấy nhá. À, hoặc cũng hát đồng phân ăn côn này. 1, 2 này, 3 này, 4 này. Được chưa? Và anh này có đồng phân hình học. Vậy là chỉ có 4 cộng 1 là 5. Ok. Em hiểu bài không? Bạn nào hiểu chấm cái để xem nhá. Thái xe về tường, xe vào nhóm của các lớp mình cho thầy nhá. Hello Hoàng Huynh. Chào cả nhà. Nào, em hiểu bài chưa? Bạn nào hiểu chấm cái nào. Sau đó mình sang câu số 2 nào. Mình sang câu số 2. À, thốn ngay từ câu đầu tiên đúng không? Câu số 2. Đốt cháy 1 mol ancona thì cần dùng 4 mol oxy. 1 mol ancona thì cần dùng 4 mol oxy. Em bị sai đấy. Muna san. Sai không sao mà. Một lần sai là một lần nhớ. Một lần sai là một lần nhớ. Tất cả các bạn chú ý nha. Bắt đầu từ ngày thứ hai à, thứ tư tuần sau 20 giờ ngày thứ hai hàng tuần thì sẽ like lấy gốc hóa 11, hóa hữu cơ 11 cho tất cả các bạn và các em 2K2. Được chưa? Thầy không tạm dừng 2K2 đâu, thầy vẫn tiếp tục cái chuỗi like của thầy với 2K2. Nên là các em để ủng hộ thầy, các em chia sẻ thật nhiều. Xong rồi tag tất cả các bạn ở trong cái lớp của em và trong video livestream này, giúp thầy share vào trong nhóm lớp của các em nhá. Mình có này. Tiếp tục này, 1 mol ancona cần 4 mol oxy sinh ra n mol CO2 và n mol nước, các em lưu ý này. Mình có này. Số mol CO2 nó bằng số mol nước nên tương đương với ancon của thầy. Chưa biết là no hay không nhá. Biết nó là CnH2nOX thôi. Được chưa? Vậy khi tác dụng oxy thì nó sinh ra được NCO2 cộng với lại NH2O. Và thầy đi cân bằng nguyên tử nguyên tố oxy nha, các em chú ý nha. Mất gốc luôn, mất gốc luôn thì đón chờ cái chuỗi 20 giờ tối thứ tư nhá, thầy sẽ giúp các em giúp các em lấy lại gốc. Cân bằng này, 2 n này cộng n là 3n, 3n trừ x. 3n trừ x phần 2 các em ạ. Vậy anh này là 1 mol thì anh này là 4 mol. Vậy thì sử dụng đường chéo nha. Đường chéo này. 4 sẽ bằng 3n trừ x phần 2 suy ra 8 bằng 3n trừ x. Ok chưa? 8 bằng 3n trừ x. Hello chào cả nhà. Mai thi rồi. Đúng không? X n, thầy giải xn nhá. Với x của thầy bằng 1 thì n của thầy bằng mấy? Đấy, 8 cộng 1 là 9, 9 chia 3 n bằng 3. Được chưa? Với x của thầy bằng 1 thì n thầy bằng 3. Thế n thầy bằng 3 thì thầy nghĩ thế là ăn côn nào? C nối đôi C gạch C OH. Đúng không? Anh này là CH2 này. Anh này là CH2 này, anh này CH. Đủ nhá. Đủ nhá, công thức này. Vậy anh này có tên gọi là gì? Ancon.
Ethylene của glycol không phải, ethylene của glycol là C2H6O2 cơ, nên loại. Propan 2-ôn là C3H8O cơ. Loại tiếp. Butan 2-ôn là C4H9OH cơ. Loại tiếp. Vậy chỉ có thể là ancol anilic. Và các em nhớ cái tên này cho thầy nha. Cực kỳ nhớ cái tên này cho thầy, bởi vì cái tên này rất hay thi vào năm sau chúng ta còn thi nhiều nữa cơ. Được chưa? Rất rất nhiều nữa. Wow, Nguyễn Công Tùng tốt nhỉ, Nguyễn Thị Bảo Hà rất tốt. Ok, thank you các em. Đã ủng hộ thầy. Em thi xong rồi thì học thầy vẫn học được nhá. Thầy hỏi này. Có bạn nào không, bao nhiêu bạn hiểu bài này nhỉ? Bạn nào hiểu bài này thì chấm cái, các em có hiểu bài không? Ancol anilic, ancol anilic, một cái chất mà chúng ta sắp gặp rất rất nhiều ở trong chương trình học lớp 12. Thế bây giờ thầy bảo này, chuẩn bị là thầy có cái chuỗi mà 20 giờ tối thứ tư hàng tuần thì like lấy gốc môn hóa lớp 11 để mà lấy gốc nhá. Thì thầy hỏi này, trong các bạn 174 bạn đang theo dõi video livestream này của thầy thì có bao nhiêu bạn mất gốc? Bao nhiêu bạn bạn mất gốc hóa hữu cơ? Mất gốc hóa hữu cơ thì để lại một chấm nha. Thì chấm ngay thầy xem nào. Có bao nhiêu bạn mất gốc hóa hữu cơ thì em không hiểu đường chéo. Ui dồi ôi, Phan Lê Nhi không hiểu đường chéo, thế thì phải theo dõi cái mất gốc rồi. Ok, cảm ơn Moon Asan nội bộ rất tốt. Em chả hiểu gì Vũ Phương Thảo, khổ thân đấy. Thế thì phải học thầy rồi, Thảo ạ. Phải học thầy nhiều vào nhá. Hello, đấy, có rất nhiều bạn bị mất gốc hóa hữu cơ. Đấy, cứ chấm tuần sau mới thi. Thế thì hôm nay học thầy là ok rồi, rất tốt. Mình có sang câu tiếp theo nhá. Câu tiếp theo, câu số 3. Khẳng định nào sau đây là đúng? Khi đốt cháy hoàn toàn hydrocarbon no luôn thu được NCO2 nhỏ, N nước, sai. Tại sao thầy lại nói sai? Hydrocarbon no thì còn có cả cycloalkan, vẫn là hydrocarbon no. Thì NCO2 nó bằng N nước em ạ. Vậy là một sai. Một sai. Hai, khi đốt cháy hoàn toàn amon alkin thì NCO2 trừ N nước bằng A. Chính xác. Một sai. Hai đúng, đúng không? Một sai, hai đúng. Ok, một sai và hai đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Ok, bỏ nha. Mình sang câu tiếp theo, câu số 4 nào. Không hiểu chi cả. Thế thì Tuấn Nguyễn còn phải học thầy nhiều. Chắc hôm nay Tuấn Nguyễn mới bắt đầu vào học thầy đúng không? Còn các bạn khác thì học rất kinh khủng rồi. Ok, mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 4. Câu số 4 nào, các em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cho câu số 4 chưa? Cùng comment đáp án nha. Dẫn propin. Úi xời, câu này hay này. Câu này rất hay luôn. Dẫn propin CH nối 3 C. Sorry, thầy viết nhầm. CH nối 3 C CH3 trong môi trường 24 đun nóng là cộng HOH để tạo thành. Nhìn nha, chú ý nha, chú ý nha. HOH này thì coi đây này X. Vậy OH sẽ ưu tiên cắm vào carbon có vị trí cao hơn. Đây này cao nhất. Vậy là CH2 nối đôi C OH CH3. Các em có nhớ vừa nãy thì nói cái gì không nhỉ? OH đính vào carbon không no thì không bền, ngay lập tức chuyển thành anhydride hoặc ceton. Đây OH đính ở carbon ở giữa nên nó tạo thành CH3 gạch C nối đôi CO gạch CH3. Và anh này có tên gọi là gì? Aceton nhé. Aceton hoặc là dimetin ceton. Ancol không bền nó có hai trường hợp, ra anhydride hoặc ceton nha, có nghĩa là ancol không bền có hai trường hợp, ra anhydride hoặc ceton, mà trường hợp này thì nó ra ceton. Được chưa? Nên đáp án đúng của mình nó phải là đáp án A. Các em hiểu bài không nhỉ? Đáp án đúng của mình nó phải là đáp án A nha. Bạn nào mà đây là OH này, OH đính vào carbon không no này, kém bền vứt này, anh này anhydride là sai. Sai hoàn toàn luôn. Tại sao? Đây này, thằng này mới là anhydride CH nối 3. Thằng này hay thi này, H cộng với lại HOH thì đây thì có CH2 nối đôi CHOH cắm đây thì ngay tức chuyển thành CH3 CHO thì anh này gọi là anhydride. Anh này gọi là acetaldehyde. Đấy, câu này rất hay luôn. Cực kỳ hay thi luôn. Các em có hiểu bài không? Thầy giảng này chắc là các em hiểu chứ. Đấy. OH đính vào carbon ở đầu mạch thì ra anhydride, OH đính vào carbon ở giữa mạch thì ra ceton nhá, Hương Giang Vũ nhá. Đấy, các em hiểu bài không nhỉ? Bạn nào hiểu thì chấm cái thì xem nào. Nhớ là xe lại về tường nhá, không là like xong là thầy ẩn sẽ ẩn livestream đấy. Nhớ xe lại về tường. Không là hôm nay là like rất là hay. Và buổi hôm nay like hay như vậy là like xong là thầy ẩn xe đấy.
Đấy thì các em cần chú ý nhá. Nào mình sang tiếp câu tiếp theo được chưa? Sẵn sàng chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 5 à. Câu số 5 nhớ giúp thầy tắt các bạn của em vào trong video livestream này nhá. Câu số 5, một hỗn hợp x gồm 3 hiệu đơn chức thuộc cùng một dãy đồng đẳng. À không biết gì cả, thầy tìm được số mol CO2 bằng 8,8 chia cho 44 thì bằng 0,2 nhá. Thầy tìm được số mol nước bằng 5,4 chia cho 18 thì bằng 0,3. Thế đây em nhìn thế này, n nước lớn hơn NCO2 suy ra anconor, đề bài cho đơn chức, vậy nó là anconor đơn. Vậy thầy tìm được công thức tổng quát của nó luôn, CnH2n cộng 2O đốt cháy thì thầy thu được CO2 0,2, H2O 0,3. Chúng ta lưu ý do anconor đơn nên mình còn có một điều nữa là n nước trừ NCO2 bằng n cháy. Kèm lưu ý nha, đây là cái này chúng ta cần nhớ này, cái này rất hay thi. Bạn nào mà chưa biết thì nốt lại nhá, nốt lại về tường hoặc là xe lại nếu mà không kịp ghi. Vậy thì tìm từ n cháy bằng 0,3 trừ 0,2 thì bằng 0,1. N cháy này đúng hôm quá để thầy biết mà, có nhiều bạn ngày mai thi nên hôm nay thì live stream ấy. Các em nhớ xe lại về tường thao tác các bạn ơi nhá, fan cứng đấy, có rất nhiều bạn fan cứng nhớ xe thật nhiều live stream của thầy, xong rồi comment thật nhiều thì các em sẽ tự lên fan cứng. Fan cứng thì có cực nhiều kỳ nhiều ưu đãi. Thế thì mình có này, số mol cháy bằng 0,1, vậy nên đây thì tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,2 chia 0,1 bằng 2, suy ra này nó sẽ là C2H6O. Số mol bằng 0,1, vậy thì tìm được phân tử khối bằng 0,1 nhân 46 thì bằng 4,6. Vậy đây là công thức trung bình nhé, đây là công thức trung bình, đây carbon trung bình, đây là công thức trung bình của hỗn hợp x là C2H6O. Vậy thì tìm được số mol luôn, 0,1 nhân 46 thì bằng 4,6 gam. Ok, chính xác. Minh Thoại, Công Nguyễn, Trần Đức Long, rất nhiều bạn comment chính xác luôn, rất tốt. Đấy, các em có hiểu bài không? Dễ hiểu đúng không? Đây, giờ mình sang cái này, câu số 6 phần thế nhân tên. À, quên mất thầy nhắc các em một chút là hiện tại thì các em biết không, có rất nhiều là cái video live stream của thầy, thầy đã live xong rồi và bây giờ thầy để ở trên YouTube, bạn nào muốn xem lại nhé, bạn nào muốn xem lại thì có thể lên trên YouTube này, oánh Minh Mielin đúng chưa, kích vào cái channel của thầy đấy, trên cái channel của thầy này thì có, vào phần danh sách phát thì có đây, chuyên đề lớp 11 này, lý thuyết hóa lớp 11 này, đúng không đấy, có rất rất nhiều về phần kiến thức lớp 11 cho các em đây nhá, đây hóa 12 này, hóa 11 này, chuyên đề lớp 11 này, đúng không, thầy còn có rất rất nhiều video live stream của thầy dành cho 11 này. Đấy, chuyên quốc học Huế này, minh họa này, thi thử này, lớp 11 2K2 này, aldehyde này, đấy vân vân. Các em nhớ vào trong channel này của thầy, sau đó rồi là học lại tất cả các video mà các em chưa được xem nhá, được chưa? Nhớ là 20 giờ tối thứ hai, tối thứ tư hàng tuần thì sẽ live stream mất gốc cho các em. Nào, mình tiếp tục sang câu số 6. Cho các chất benzen, toluene, phenol, comment đáp án nhá. Thi học kỳ được có 8,5, buồn quá. Đấy là chắc là tại vì ít học thầy đúng không? Benzen, toluene, phenol, khả năng thế và nhân thơm của chúng là. Khả năng thế và nhân thơm của chúng là, vậy mình có này. Benzen là C6H6 nha. Toluene là C6H5CH3. Phenol là C6H5OH. Được chưa? Khả năng thế và nhân thơm phụ thuộc vào cái tính năng đẩy E của nhóm thế. OH là đẩy mạnh nhất, nên khả năng thế vào phenol là cao nhất. Nhìn này, trong này muốn thằng phenol là đứng đầu tiên, phải đáp án đúng mình là đáp án A. Để cho các em đáp án đúng đáp án A. Đấy, wow, 6A chính xác. Đấy, thầy thấy có nhiều bạn comment đúng lắm. Bây giờ mình sang câu số 7 nè. Đun nóng C4H9OH trong 12H4 đặc thu được 3 anken. Ancol đó là thằng ancol nào? Xem nào, còn bạn nào biết comment đúng không? Hay là lại sai lỗi gần hết? Không biết là liệu có bao nhiêu bạn comment đúng ở cái câu này. Nào, mình có này, đun nóng C4H6O, đun nóng C4H9OH trong dịch H4 đặc thu được 3 anken. Thế mình có này, các cái đồng phân của C4H đây này, OH vào đây thì chỉ tạo thành một anken duy nhất thôi. Đây đúng không? Một đồng phân vứt vứt anh butan một ôn. Đấy chưa? Butan 2 ôn xem nào. Butan 2 ôn OH
tách nước thì hoặc nối đôi tách với thằng đầu tiên, hoặc nối đôi tách với thằng thứ hai. Đúng chưa? Và nối đôi tách thằng thứ hai này thì thằng này có đồng phân hình học 1 anken, 2 3 anken. Vậy đáp án đúng chúng ta là butan 2 ổn. D. Wow, Bình Minh đúng, Nguyễn Hữu Trường đúng, Vũ Nhật Ánh đúng. Dương Nguyễn thì hơi bị nhầm mất rồi các em. Đấy, hơi tiếc nhỉ. Đấy, có nhiều bạn bị nhầm nhưng không sao cả, một lần sai là một lần nhớ. Đi thi như vậy thì các em sẽ nhớ hơn. Và thì khẳng định là nếu mà các em mà đi thi, nếu em gặp phải bài này thì chắc chắn các em không bị sai lần nữa. Đúng không? Đấy thì các em nhớ xem video livestream của thầy về trên tường, xong rồi tát tất cả các bạn của em vào trong video livestream này nhé, kể cả các bạn mất gốc. Bởi vì chuỗi livestream này của thầy là thực hiện để mà dành tặng cho tất cả các bạn và các em, những bạn nào bị mất gốc. Đấy thì sắp tới là tối ngày 2, tối thứ tư hàng tuần là thầy sẽ thực hiện cái chuỗi livestream dành cho các bạn bị mất gốc nha. Nào, mình có tiếp nào. Mình tiếp nào, sang câu số 7. Đun nóng C4H9 câu số 7, butan 2 ôn rồi. Mình sang câu số 8 nào. Câu số 8 cho hydrocarbon X tác dụng. Các em phải nhớ những cái bài này nhá. Những câu này là những câu mà trường hợp cực kỳ đặc biệt đấy. Nó rất là dễ có thể trúng trong cái đề thi của trên trường bọn em. Được chưa? Mai Hồng Quân thì vẫn đang chữa, nhưng mà hôm nay để chữa chậm chậm thôi, để cho các bạn bị mất gốc các bạn cũng phải theo dõi được. Hydrocarbon X tác dụng clo, thư được một sản phẩm hữu cơ duy nhất là C2H4Cl2. Thế thì đây thì chắc chắn là phải cộng rồi. Đúng chưa? Phản ứng cộng mà lại ra được là một thằng hydrocarbon X mà cộng với clo mà ra được một sản phẩm hữu cơ duy nhất là C2H4Cl2. Đúng chưa? Tiếp tục. Vậy là suy ra thằng này là cộng. Cộng nhưng mà không thể là CH6 được, loại này. Đúng chưa? Tại sao thể loại CH6? Tại vì CH6 này nó không ra một sản phẩm duy nhất, hoặc clo đứng đây này, hoặc là clo đứng hai bên này. Thế vẫn đi đúng chưa? Vứt CH6 nha. Đây là mình còn trường hợp là CH4 xem nào. CH4 thì cộng clo đúng là tạo thành CH4Cl2 thật, và đúng là tạo thành một sản phẩm duy nhất được thật. Tại vì khi mà cộng clo thì clo đính vào đây hoặc đính vào đây, đúng là chỉ một sản phẩm thật. Đúng chưa? Vậy là CH4. CH2 loại nhá. Đây thầy đang chữa đây. CH4 này, tiếp tục này. Hydrocarbon Y tác dụng clo thu được hỗn hợp hai sản phẩm cùng công thức là CH4Cl2 thì vừa chứng minh xong, nó chính là thằng CH6 đúng không? Vậy là CH4 và CH6. Đáp án đúng, đáp án C. Ôi, nhiều bạn bị sai chưa? Nguyễn Hữu Tường nhầm này, Trung Nguyễn Tường nhầm này. Không sao cả các em ạ, à, một lần sai là một lần nhớ nhá. Chú ý, các em hiểu không nhỉ? Đây này, CH4 này cộng này, clo thì tạo thành một sản phẩm duy nhất, tại vì clo đính đây, clo đính đây. Còn C2H6 mà cộng clo thì tạo thành hai sản phẩm, hoặc clo đính hai thằng clo đính cùng một carbon, hai thằng clo đính vào mỗi thằng carbon bên cạnh, được chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án D nhá. Không sao cả, một lần sai một lần nhớ. Thế anh em. Thế đúng rồi, chính xác. Đây là tác dụng mà. Tác dụng thì thế, thế thì nó có thế là thế mono và thế đi nhé. Thì ở đây là thế đi. Thế đi clo. Được chưa? Các em hiểu bài không? Đúng là thế clo đây này tác dụng. Ở đây đề bài nó là tác dụng mà. Nhá. Gấu mèo hiểu không? Mình có sang câu tiếp theo, câu số 9. Ui dồi ôi, câu 9 này là một câu cực kỳ hay. Đúng không? Cực kỳ hay. Nhá. Ok. Có bạn Diễm Quỳnh ạ, đề này có bài tập tính nha. Có bao nhiêu ancol tương ứng với C3H6O3 không thể hòa tan ở CO2 lần. Lưu ý cụm từ không thể hòa tan ở CO2 lần. Tương đương với OH hoặc là không đa hoặc là không kề. Tại sao lại vậy? Tại vì OH đa kề thì là CO thì là hòa tan ở CO2 lần. Thế thì vậy là suy ra là không đa hoặc không kề thì không thể hòa tan ở CO2 lần. Vậy mình có anh đầu tiên là C3H8O. C3H8O này thì anh này có 3, 4, 5, 2, 4, 8, thằng này có 2 đồng phân. Nhìn nhá, thầy vẽ lại xem đúng nhá. Một hoạt đính đây này, một hoạt đính đây, kinh không? Khổng chưa? 3, 4, 5, 2, 4, 8, 2 đồng phân. Tiếp tục này, C3H8O2 thì chú ý là lúc này là nó đa rồi, vậy thì suy ra nó phải không được kè mạch thẳng này. Vậy nếu hoạt đính đây thì nó phải đính cuối. Vậy là 1, 2, 3. Được chưa? Đấy, vậy 9 chúng ta đáp án A. À, đây, bây giờ câu 9 này có rất nhiều bạn comment đúng rồi. Rất tốt. Đấy, được chưa? À, các em ơi, thầy có một cái nhóm cực kỳ hay dành cho team 2K2 của các em đấy. Là cái nhóm này là chuyên tổ chức thi thử ngày trước. Thì bây giờ thì các em nhớ là các em join vào cái nhóm này nhá.
Bạn nào chưa vào cái nhóm hóa học cùng thầy Minh Myelin này, nhìn này, nhóm hóa học cùng thầy Minh Myelin 5,1k thành viên rồi. Ở nhóm này tụ hợp tất cả các anh chị đã và đang học thầy từ xưa đến giờ. Đây này, tương tác cực kỳ tốt, cứ đăng bài lên là được trả lời luôn. Em nhìn này, đây có rất nhiều câu hỏi, 16 bình luận này. Đấy, 36 bình luận này. Có rất nhiều bạn đăng bài lên đây là được trả lời, và đặc biệt đây này. Đấy, đây bài tập này, Kim Khánh đăng này. Đây là Lê Lisa giúp này, 2 bình luận này. Đấy, có rất rất nhiều bạn đăng bài lên, 47 bình luận này. Đăng bài, đây là một cái nhóm mà thầy xây dựng nên để cho các em hỏi bài hóa ở bên trong nhóm này. Thế nên là bạn nào mà muốn học tốt cái môn hóa thì có thể là join vào trong cái nhóm này của thầy nhá. Thầy nhắc lại là nhóm này có tên là gì nhỉ? Hóa học cùng thầy Minh Myelin, để các em search, các em add và phát là được admin add vào trong nhóm luôn, được chưa? Thì nhớ đấy, nhớ vào trong nhóm này để mà chúng ta cùng học giỏi hơn về môn hóa nhá. Bây giờ thầy đang vẫn đang dạy chậm mà. Mình sang câu tiếp theo, câu số 10 nhá, thầy thay giấy. Số 10 này. Đốt cháy hoàn toàn hydro carbon cùng dãy đồng đẳng. Lưu ý cùng dãy đồng đẳng, tỷ lệ mol 1:1. Thu được 4,48 lít khí, CO2 số mol là 0,2. Số mol nước là bằng 0,15. Mình thấy này, NCO2 là lớn hơn, có đúng nhỉ? 2,7 chia 18. 0,15 đúng rồi. NCO2 lớn hơn N nước các em ạ. Vậy điều này chứng tỏ rằng anh này là không phải là CnH2n cộng 2 vứt, đúng không? Không thể là CnH2n. Trương Thị Quỳnh tham gia nhóm là có trả lời câu hỏi đây này. Bạn Quỳnh bạn vừa vào này, vừa tham gia nhóm cái là có câu trả lời luôn này, có trả lời câu hỏi đó luôn này. Đấy, đúng không? Vứt này, bởi vì thằng này cho N nước bằng NCO2 này, đúng chưa? Thế vậy nó, vậy là thể loại được an cam này, cùng dãy đồng đẳng cơ mà. Thằng này khác dãy đồng đẳng, loại này, đúng chưa? Đàn càn loại nốt, vậy chắc chắn đáp án D. Thầy test lại thử xem D đúng không nhá. D thì cả hai này đều công thức tổng quát nó là gì nhỉ? CnH2n-2. Mà thầy có là CnH2n-2 thì thầy luôn luôn có NCO2 trừ N nước bằng N cháy. Đúng rồi. Vậy là nó sẽ bằng là 0,2 trừ 0,15 bằng 0,05. Suy ra. Số người từ carbon trung bình bằng 0,2 chia 0,05 bằng 4. Vậy một thằng nhỏ hơn 4, một thằng lớn 4. C3 nhỏ hơn 4, C5 lớn 4. Đáp án đúng đáp án D. 10 rồi. Ok, Vũ Nhật Ánh chính xác. Đấy, có khá nhiều bạn comment đúng. Đúng rồi. Giờ mình sang câu tiếp theo nhá. Câu số 11. Đấy, các em nhớ xe lại về tường xong rồi tác các bạn các em vào trong video live stream nhá. Câu 10 này các em có hiểu bài không nhỉ? Bạn nào mà hiểu bài thì chấm ngay để xem nào. Câu 10 chúng ta chọn được ngay đáp án ngay từ lúc đầu rồi. Nếu em nhìn thấy NCO2 lớn hơn N nước nhưng bạn nào chưa nhìn được thì thầy vẫn hướng dẫn cho chúng ta cách giải được. Nó ra được là đáp án D nhá. Được chưa? Bạn nào hiểu bài thì chấm cái nhé để thầy biết là em hiểu bài. Bây giờ mình sang tiếp tục. Là câu số 11. Phản ứng nào sau đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm? Thế giờ thầy vẽ cái phản ứng này. Styrene là đây. Styrene C đôi đôi C cộng brom. Cộng brom dung dịch C thì brom cắm đây. Brom cắm đây không bị thay đổi với nhân sơ thơm. Toluene KMNO4, toluene anh này. C6H5CH3 thì cộng KMNO tạo thành C6H5COOK. Nhân thơm vẫn như vậy. Được chưa? Tiếp tục này. Đấy, Tuấn Hoàng Minh hiểu bài rất tốt, cảm ơn em. Toluen cộng brom ánh sáng và benzen cộng cloro ánh sáng. Các em lưu ý này, toluen mà cộng với lại brom ánh sáng ấy thì nó tạo thành gì? Đây, nó tạo thành C6H5CH2Cl. Nhân thơm vẫn giữ nguyên, không vấn đề gì cả. Loại C. Nhân thơm là cái nhân ở bên trong vòng ấy. Benzen cộng cloro này, đây benzen đây. Để nhân thơm nhá các em nhá. Cộng clo ánh sáng này thì nó tạo thành gì? Hexacloran. Clo. Em nhìn thấy phản ứng này thay đổi nhân thơm chưa? Nhân thơm từ vòng tròn biến thành không còn gì. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ồ không sao em nhá. Em bạn nào vào muộn thì xe lại về tường đi, xong rồi là tí nữa rồi mình theo dõi lại, không có vấn đề gì cả. Được chưa? Vậy mình có đáp án đúng của mình là đáp án D. Được chưa? Ok, mình sang tiếp theo, câu số 12 nào. Nào, các em để xem này. Câu số 12 bây giờ của mình là đáp án gì nhỉ? Câu 12 nào.
cho các chất sau, chất nào có đồng phân hình học. Lưu ý đồng phân hình học, để có đồng phân hình học thì nó phải thỏa mãn một điều: C đôi đôi C, A, B, C, D. Thỏa mãn điều gì? A khác B và C khác D. Em lưu ý nha, A phải khác B và C phải khác D. Vậy ở đây mình có này, thằng này nối đuôi nào đầu mạch với không có đồng phân hình học đâu ạ. Một không có, một không có phải là loại A luôn. Thằng hai này có đúng không? Clo khác H có nối đuôi. Ok, thằng hai có. Thằng nào cũng có, hai không có, vứt dê. Hai, bốn đều có rồi, thầy không cần nhìn bốn nữa. Ba chắc chắn không có, vứt. Xem năm nào. Năm này, HH giống nhau, vứt. Đầu này rồi, HH giống nhau, vứt. Vậy là năm không có, vậy là loại nốt C. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Hai có này, nhìn lại. Bốn có anh này. Sáu có. Vậy đáp án đúng mình là 2, 4, 6. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Trương Thị Quỳnh đúng, Luân Lê Thanh đúng, Nguyễn Thanh Thủy đúng, rất tốt. Rất nhiều bạn fan cứng. Các em chú ý là một trong số những điều kiện để trở thành fan cứng của nhóm thầy, đó là ngay lập tức là các em comment thật nhiều và share thật nhiều video live stream của thầy về tường. Thì như vậy em sẽ trở thành fan cứng. Và khi em trở thành fan cứng thì em có rất nhiều ưu đãi của fanpage. Ví dụ như là hỏi bài trong nhóm phát là được trả lời ngay. Ví dụ thứ hai đó là em sẽ được ưu tiên nhìn thấy live stream của thầy hàng tuần. Và kể từ nay thì tuần nào thì cũng có buổi live stream dành cho 2K2 ở trên fanpage này. Đấy, vì vậy nên là nếu mà các em mà chỉ lơ là với fanpage này một chút thôi, chỉ nhìn thấy một cái bài nào đó mà không comment thôi, thì các em sẽ ngay lập tức sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nữa. Bởi vì Facebook bây giờ đang thay đổi thuật toán rất kinh. Nếu các em biết thì các em biết điều đó. Câu 13, kết luận nào sau đây là sai? Những hợp chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là đồng phân nhau. Khác nhau mà cùng công thức phân tử được gọi là các đồng phân nhau. Nghe vẻ cũng hợp lý nhỉ? Thế chưa khẳng định. Hydrocarbono có công thức phân tử chung là cũng đúng nhỉ? Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết các nguyên tử trong phân tử. Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ. Thế thì câu nào cũng đúng em ạ. Thế thì câu nào cũng đúng. Thế chết không? Nào, các em thử chọn thế nào. Câu 13 đáp án sai là gì? Những hợp chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân nhau. À, mình là fan cứng. Đấy, đúng rồi, Diễm Quỳnh là fan cứng rồi này. Hydrocarbono có công thức phân tử chung. Đấy, đây là Phạm Huy này. Thầy thấy rất nhiều bạn chọn B, chính xác. Hydrocarbono công thức phân tử chung là CN2N cộng 2 là sai. Bởi vì hydrocarbono còn có là cycloalkan. Thì công thức của nó phải là CNH2N cả. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án 13B. A, C, D đúng. Ok. Mình sang tiếp theo nhá. Câu tiếp theo, câu số 14 nhá. Đúng rồi, CNH2N thầy. Chính xác, rất tốt. Câu 14. Câu 14 này. Cho 3,5kg glucose. 3,5kg glucose. Các em chú ý nhá. 3,5kg glucose. Vậy glucose là C6H12O6. Chứa 20% tạp chất. Vậy là 80% là nguyên chất. Vậy thì tìm được khối lượng nguyên chất nhá. M glucose nguyên chất, M glu nguyên chất sẽ bằng 3,5 nhân với 0,8. Vậy đây thì tìm được số mol glu bằng 3,5 nhân 0,8 chia 180. Các em lưu ý, kg tấn tạ yến thì coi như gam tính toán bình thường. Vậy thì tìm được số mol này. 3,5 nhân 0,8 chia 180 bằng 0,0155. Phân số chính bằng 7/450. 7/450. Anh này, thành ăn Conetilix. Vậy là 2 lần C2H5OH. Thấy chưa? Vậy thì tìm được số mol luôn. Để bài có cho thấy hiệu suất không? Ancon bị hao hụt mất 10%. Vậy thì hiệu suất bằng 90%. 0,9. Các em nhìn kỹ nhé. Nhìn kỹ skin của thầy nhé. 7/450 nhân 2. 7/450 nhân 2. 450 nhân 2. Đấy chưa? Thuận nhân, nghịch chia. Vậy đây là thuận nhân nhân 0,9. Được chưa? Vậy đây có mấy bạn cứ kêu là thầy nói nhỏ. Tại sao thầy nói nhỏ thế? Các em bạn thông cảm cho thầy một chút. Tại vì thầy dạy off quá nhiều. Như vừa nãy thầy vừa đi dạy off về phát là thầy live stream cho em luôn đấy. Nên là thầy không thể nói to được nữa. Nói to nữa ngày mai mất tiếng luôn. Mà bây giờ học bắt đầu đau đau rồi. Một chấm để cho một ông thầy dạy học đau mà vẫn có thể cố gắng dạy học sinh nào. Nào một chấm nè. Các em có thương thầy không? Thương thầy thì trật tự xong rồi theo dõi bài nhá. Đau học lắm. Nhân 0,9 bằng 0,028 mol. 0,028 mol.
Được chưa? Thế bây giờ thì bài yêu cầu chúng ta là tính thể tích ăng côn 40 độ. Thế ở đây thì tìm được này, m của CH5OH bằng bao nhiêu? M của C2H5OH bằng 0,028 nhân 46. Đến đây thì tìm được. Đến đây thì tìm được V, tí nữa thì viết cho nhá. V của C2H5OH nguyên chất sẽ bằng này, chúng ta có D này. D thì bằng M trên V nhá. Vậy suy ra V bằng M trên D nhá. Vậy M của chúng ta là bằng 0,028 nhân 46. Chia D, D để bài cho chúng ta bằng 0,8 này. Ui, đầu tư cái mic nói to, đau. Thank you Hải Anh Nguyễn Vũ, Nguyễn Vũ Hải Anh. Học sinh cưng thể ở Huế. Chuyên quốc học Huế luôn. Nào mình có. Thế hoàn toàn mình tìm được V của CH5OH nguyên chất luôn, đúng chưa? Thế ở đây chúng ta lại có là V dung dịch. V dung dịch thì bằng V nguyên chất chia cho độ rượu. Bởi vì tại sao? Bởi vì độ rượu bằng V dung dịch chia V nguyên chất mà. Vậy nó bằng này, 0,028 0,028 nhân 46 chia cho 0,8 bằng 1,61. Được chưa? 1,61 nha. Chia cho độ rượu 40 là chia cho 0,4 bằng 4,025. 4,025. Hay đây là lít tương đương với là 4025 ml. Câu này cực kỳ hay. Câu này cực kỳ hay các em nhá. Câu này ấy là không những là chỉ thi ở chương trình lớp 11 mà còn thi cả chương trình lớp 12. Đấy các em cần lưu ý câu này nhá. Đáp án đúng mình là đáp án C. Vừa nãy các bạn hỏi thầy là viết cho thầy là viết cho bạn ấy cái phương trình của glucose tạo thành ancolylic thì đây C6H12O6 này, xúc tác men thì tạo thành 2 lần C2H5OH cộng 2 lần CO2 em nhá. Thấy chưa? Đấy, những bạn nào chưa biết thì có thể lưu lại cái phương trình này lại. Các em có hiểu cái câu này không? Bạn nào hiểu cái câu này của thầy thì chấm cái thầy xem nào, thầy coi nào. Các em hiểu bài này không? Bạn nào hiểu chấm cái thầy coi nào. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo nhá. Sang câu số 15 nào. Cho lần lượt các chất này tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, hỏi có bao nhiêu phản ứng xảy ra? Bao nhiêu phản ứng xảy ra này? Thì chúng ta lưu ý là bọn halogen là phản ứng dẫn xuất halogen phản ứng, anh này là có này. Anh này cũng có dẫn xuất halogen này. Phenol chắc chắn cộng NaOH đúng không? Được chưa? Vậy thì có 1 2 3 ancol không bao giờ ăn NaOH. Vậy thì cho 1 2 3 chất thôi. Đáp án đúng đáp án D nhá. Được chưa? Trương Thị Quỳnh ok, rất tốt. Đấy, em hiểu bài. Chỉ cần em hiểu bài là thầy vui rồi. Enzyme, enzyme cũng được em ạ. Xúc tác men cũng được nhá. Như các em đi lên men ấy, được chưa? Vậy nào mình có này, câu 16 này, cho số đồ phản ứng này. Ethylene CH2 nối đôi CH2 này để tạo X. Polyvinyl clorua là anh này. CH2 nối đôi CHCl. Nhưng mà đây polyvinyl clorua đây. Vậy thì nó đi từ vinyl clorua. Vậy y thấy vinyl clorua chắc chắn là CH2 nối đôi CHCl. Nha, chắc chắn X y là vinyl clorua. Thằng này clorua tan vứt, thằng này clorua tan vứt, vinyl clorua ok. Thế để tạo thành vinyl clorua thì ethylene phải cộng cái gì? Đấy. Ethylene cộng gì? Tạo thành ethan thì có thể một bước lên được ethylene, lên được vinyl clorua không? Không được. Vậy chắc chắn chúng ta phải là 1,2 đi clo ethen. Đúng chưa? Phải là 1,2 đi clo ethen thì nó mới có thể tạo thành được, thì nó mới có thể tạo thành được là CH2 nối đôi CHCl được. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Được chưa? Được chưa? Các em hiểu không nhỉ? 15 D chính xác. Đấy, nick bị khóa. Ok, D chính xác, rất tốt. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 17 nhá. Và tiếp theo là câu số 17 này. Các em hiểu không? Câu số 17. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,3 mol styren. Styren là phải đủ công thức đấy. Styren nhiều bạn không thuộc thì đây thì vẽ lại cho styren này. Styren CH nối đôi CH2. Vậy công thức của nó sẽ là C8H8 0,3 mol, 0,5 mol một hydrocarbon thơm X. 0,5 mol một hydrocarbon thơm X. Thì không biết hydrocarbon thơm X là gì, đúng không? Thì không biết nó là gì thì đặt nó là CH đi. Đề bài chúng ta là 0,5 mol, đúng chưa? Mà thu được 2,7 mol nước. Vậy thì tìm được số mol nước 2,7. Vậy thì đây thì có này, bảo toàn hydro. Bảo toàn hydro thì có 8 x 0,3 8 x 0,3 cộng với 0,5 y, 0,5 y thì bằng 2,7 x 2.
2,7 nhân 2. Vậy đây là tỉ lệ y. 2,7 nhân 2 trừ đi 8 nhân 0,3 bằng chia 0,5 bằng a có 6, y bằng 6. Vậy ngay lập tức Trương Thị Quỳnh ok, Nguyễn Hải Yến ok, rất tốt. Đấy, nhiều bạn nghe vẻ làm nhanh phết. Vậy suy đanh này sẽ là gì nhỉ? CX mà H6. Đúng chưa? Bây giờ mình phải thuộc công thức. Etinbenzen C6H5 C2H5 H10 mất rồi. Vớt. Benzen C6H6 Toluen C6H5 CH3H8 mất rồi. Vớt. Silen C6H4 CH3 2 lần. Vớt nốt. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Benzen C6H6. Ok chưa? 17,C nhá. Hiro bằng 6 mà. Sao nhiều bạn lại comment là 17B rồi nhỉ? Toluen thì là 5 cộng 3 là 8. Thế mà số nguyên tử Hiro đây là bằng xem nào, 2,7 nhân 2, 2,7 nhân 2 trừ đi 8 nhân 0,3 bằng chia 0,5 bằng 6. 6 đấy chỉ có thể là benzen thôi. Wow, nhiều bạn bị nhầm quá nhỉ. Benzen các em nhá, không phải toluen đâu. Có rất rất nhiều bạn bị nhầm, không sao cả, một lần sai là một lần đúng. Mình myelin mà. Mình myelin, myelin cái tên ở bên trong tên gọi có thể là một hợp chất hữu cơ sinh ra trong não. Nó chỉ được hình thành myelin, nó chỉ được hình thành khi các em sai, và nó sẽ có thật nhiều khi mà các em cực kỳ sai. Được chưa? Ok, mình sang câu tiếp theo nhá. Câu số 19. Hello Phạm Huy có gì thắc mắc à em? Phạm Huy có gì thắc mắc thì có thể hỏi thầy. Thầy ơi, tạch hóa rồi, cứu em mới. Thế thì học thầy thôi Lãnh Phong Hàn ạ. Tạch hóa bây giờ thì còn may mắn chán. May mắn chán hơn là nhầm chết rồi, đúng rồi, nhầm chết ngay, nhầm chết to đến may mà nhầm với thầy, không đi thi còn nhầm chết nữa. Câu 18 này. Isoprene. Isoprene là 2-metin buta. Isoprene 2-metin buta 1,3-dien. Nhá, bạn nào chưa xem lại về tường thì xem lại nhanh nhanh tí thầy ẩn đấy. 2-metin buta 1,3-dien. Buta 1,3-dien này. 2-metin buta 1,3-dien này. Cộng brom theo tỷ lệ 1:1 à, chỉ là H bằng 6 các bạn, toluen. Các bạn nhớ nhầm tên em ạ, không sao đâu. Hỏi có thể thu được tối đa bao nhiêu đồng phân cấu tạo nhé. Đồng phân cấu tạo là không, kèm gạch chữ cấu tạo này, không xét hình học, nhớ chưa? Vậy đây phải có này, tỷ lệ 1:1 này, 1, 2, 3, 4, chúng ta có cộng 1, 2 thì brom, brom tính đây nhá. C nối đôi giữ nguyên này, BR này, BR này, được chưa? Cộng 3, 4. Lưu ý nha, cộng 3, 4. C nối đôi giữ nguyên này, brom đứng đây này, hoặc brom đây. Nhiều bạn quên cộng 3, 4 lắm. Nhiều bạn quên cộng 3, 4 lắm. Được chưa? Tiếp tục này, cộng 1, 4. Cộng 1, 4. 1, 4 là cộng một thằng ở đầu này, một thằng đây này. C này, brom đây này, brom đây, đây này. Vậy đây có 1 sản phẩm, 2 sản phẩm, 3 sản phẩm là đồng phân cấu tạo. Nếu xét hình học là có 4, nhưng đề bài hỏi đồng phân cấu tạo không xét hình học, vậy mình chỉ có 3 thôi. Bao giờ thì dạy 12 em học? Lãnh Công An thôi, bây giờ thì bắt đầu dạy 12 rồi. Đăng ký học khóa online là ngay bây giờ là học được rồi. Khóa online của thầy là gồm có là full video bài giảng về lý thuyết và chia dạng bài tập cơ bản của chương trình lớp 12 là full hết. Còn một khóa live stream là cái khóa mà thầy thực hiện là giải bài tập mỗi chương và có bài kiểm tra mỗi chương và sẽ là chữa đề cho các em để nâng cao điểm số nhá. Thầy có hai khóa. Nếu mà Lãnh Phong Hàn muốn học thì đăng ký luôn ngay bây giờ đi. Nguyễn Thị Thu ạ. Nguyễn Thị Thu ơi, đây bây giờ là các bạn toàn thi trắc nghiệm thôi. Chắc có một mình em thi tự luận thì lúc nào em inbox cho thầy để gửi cho em tài liệu thi tự luận nhá. Ôi đọc học quá các em ạ. Chúng ta sang câu 19 nào. Dạy các em vui quá nhỉ. Bạn nào thấy thầy dạy hiểu thì chấm cái thầy coi nào. Hợp chất C8H10 không làm mất máu dịch brom. Thằng này không làm mất máu dịch brom à? Mình thì không có đôi CC. Đúng chưa? Đun nóng ít trong dịch thuốc tím thì tạo thành C7H5KO2. Y mà tác dụng với HCl thì tạo thành hợp chất C7H6O2. Vậy X có tên gọi nào sau đây? Thế là cùng xem xét nhá. C8H10 mà cộng với lại KMNO4 mà lại tạo thành C7H5KO2. Có nghĩa là
C6H5COOK. Đúng chưa? C6H5COOK. Thế thì thằng nào mà cộng với lại K14 để tạo thành C6H5COK được? Thằng nào các em? Thằng nào? Thằng nào mà cộng với lại K14 mà tạo thành C6H5COK được? Bao nhiêu bạn nhớ phương trình thử oánh lại thì nhìn xem nào. Thử oánh lại thì nhìn xem là có bạn nào biết là thằng nào tác dụng không? Thằng nào nhỉ? Thằng nào nhỉ? Thằng nào tác dụng K14 mà tạo thành C6H5COK? Toluen Phạm Huy. Toluen á? Nhưng toluen làm gì có công thức là C8H10? Đúng không? Đấy. Nhiều bạn bị nhầm đấy. Đúng không? Etin benzen khi bị oxy hóa bằng dịch K14 thì ra được vậy. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án gì? Không phải A đâu. Không phải đâu. Toluen đun nóng nhưng ở trong này làm gì có toluen, em nhìn làm gì có đáp án toluen đâu. Làm gì đáp án toluen đâu. Đúng không? Không phải là toluen, chính xác. Bây giờ mới có bạn Sơn Hồng Trần trả lời đúng này. Etin benzen. Chính xác, đáp án đúng đáp án gì? Trong sách giáo khoa nha. Trong sách giáo khoa có phương trình này. Hãy tiến về xem. Ok chưa? Mình có thằng câu tiếp theo, câu số 20 nè. Nhiều bạn bị nhầm lắm. Ủa, styren không phải em ạ. Styren bị nhầm mất rồi. Câu 20 nhá. Câu 20 này. Cho các chất thuốc thử dùng để nhận biết chất đó là. Thì vẽ này cho các em nhìn nhá. Thì vẽ này cho các em nhìn là gồm những chất nào này. À, propen. Propen CH2 nối đôi CH gạch CH3. Propen. Propan CH3 CH2 CH3 propan. Propin CH nối 3 C CH3 propin. Thế mình nhìn thấy ngay này, anh này có hydro linh động này. Anh này có hydro linh động, vậy mình nghĩ ngay đến AgNO3 trong đợt 3. Nhưng chú ý phải trong NH3. Không hiện tượng, không hiện tượng kết tủa màu vàng. Vậy bây giờ có propen và propin. Đúng chưa? Vậy mình nghĩ ngay đến dung dịch brom. Thì cái này mất màu. Không hiện tượng. Vậy là AgNO3 trong NH3 và dung dịch brom. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án gì? C chính xác. Wow, có rất nhiều bạn comment đúng này. Sơn Hồng Trần chính xác, Bống An chính xác, Nguyễn Quỳnh chính xác, Linh Caroline chính xác, Fans cứng Trương Thị Quỳnh chính xác. Đúng rồi, bạn Nirat chính xác, Trần chính xác, Phạm Huy chính xác, Trần Huế rất tốt. Giờ mình sang câu tiếp theo, câu số 21. Các em có muốn thầy chữa hết bài, chữa hết đề này không? Bạn nào muốn thầy chữa hết đề này chấm cái thầy coi nào. Các em muốn coi thầy chữa hết đề này không? Bạn nào muốn thầy chữa hết đề này chấm cái thầy coi nào. Nhớ xe lại về tường trong xe trong các nhóm của lớp em nhá. Để mà ngày mai nếu mà có thi thì còn làm được bài nhá. Ít nhất là nếu mà cả lũ cũng làm được bài thì còn hỏi bài này nhau, đúng không? Đấy, xong rồi tag các bạn trong video livestream này giúp thầy nhá. Câu 21. Câu 21 đề này hay không? Là đốt cháy cùng số mol 3 hydrocarbon XYZ. Thu được lượng CO2 như nhau và tỷ lệ số mol nước tương ứng là thế thế này đi. Thằng X này, thằng Y này, thằng Z này. Được chưa? Thì số mol CO2 như nhau. Thế thì có trục CO2 này. Thế thì đặt là 1 mol. Thì số mol nước này. Thằng X này, nước trên CO2 này, 0,75. Vậy nước bằng 0,75. Thằng Y nước bằng 1. Thằng Z nước bằng 1,25. Mình thấy gì thằng Z là nước lớn ở dài, chắc chắn là Z là CnH2n cộng 2. Thế thì nó cháy bằng 1,25 trừ đi 1. Được chưa? Thì bằng 0,25. Vậy thì tìm được số nguyên tử carbon bằng 1 chia 0,25. 1 chia 0,25 bằng 4. Vậy suy này là C4H10. Được chưa? Đấy, thế mà ở đây đề bài nói chúng ta là đốt cháy cùng một số mol mà thu lượng CO2 như nhau. Vậy bọn này chắc chắn cũng là C4. Vậy loại C3 này, loại C2 này, loại C3 thì chắc chắn là C4H6, C4H8 và C4H10. Đáp án đúng đáp án B. Bạn Dung Nguyễn làm rất đúng, rất tốt, chính xác đấy. Hay không các em? Các em hiểu câu 21 chứ. Bạn nào hiểu câu 21 chấm ngay thầy coi nào. Giờ mình sang câu tiếp nha. Thầy đỉnh quá. Ok, đấy, học thầy nó dã man lắm. Còn cực kỳ nhiều skin các em ạ.
cực kỳ nhiều skill và cực kỳ nhiều chiêu kinh khủng. Nhớ là khi mà học xong thầy xong rồi điểm thi thế nào thì nhớ nhớ là inbox nhắn cho thầy nhá, để mà thầy cùng chung vui các em về điểm thi của các em, được chưa? Thầy rất là mong muốn là cùng được biết cái điểm thi học kỳ của các em sau khi mà học thầy, để mà thầy cũng có thể chung vui cùng em. Ok, mình sang câu tiếp theo, câu số 22. Đốt cháy hỗn hợp Hanken. Hanken thì nó có công thức là CnH2n, thì mình luôn có là NCO2 bằng N nước. Vậy mình có này, MCO2 M cộng 32 mà chia 44 thì bằng M cộng 6 mà chia 18. Thế giải này xong không? Nhân chéo đi. 18 cộng 18M cộng 18 nhân 32 thì bằng 44M cộng 44 nhân 6. 44M cộng 44 nhân 6. Thế hoàn toàn đến đây mình tìm được M luôn. 44 nhân 6 trừ 18 nhân 32 bằng chia cho 44 trừ 18 bằng 12. Vậy mình tìm được M bằng 12. À, wow, nhiều bạn comment đúng nhỉ? Đấy, rất tốt. Ok, 22 đáp án A. Mình tiếp sang câu tiếp theo, câu số 23 xem nào. Câu số 23 là thế đề này của thầy, đề này của thầy chỉ có 30 câu thôi. Chúng ta làm cái câu 23 được các em ạ. Hôm nay thì chữ full đề này mà. 23 này. Cho các ancol sau thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi. Thì em chú ý cho thầy nhá. Ancol butylic này, CCCC này. Đây là thằng số 1. Set butylic. Đây là OH này. CCC đây là OH tiếp này. Isobutylic là anh này, CC OHC. Isobutylic là anh này. Thầy viết nhầm. Đây OH. Đây là 2 này. Đây là 3 này. Đây là 4 này. Tẹt butylic C OH đây anh 4. Thì anh lưu ý cho thầy nhé, càng gần giống hình tròn thì nhiệt độ sôi càng thấp. Được chưa? Càng dần gần giống hình tròn thì nhiệt độ sôi càng thấp. Nhớ nhá, càng gần giống hình dài thì nhiệt độ sôi càng cao. Được chưa? Thế câu 23 này nhiều bạn khanh lụi lắm, đúng không? Nhiều bạn khanh lụi lắm. Đấy, càng gần giống hình tròn thì nhiệt độ sôi càng thấp. Giống kiểu em đá quả bóng nên dễ hơn là đá các cái cục gạch. Đúng chưa? Vậy là thằng số 4 này nhiệt độ sôi nó phải là thấp nhất. Đúng chưa? Vậy thằng số 4 là đứng cuối cùng. Đây, 4 đứng cuối cùng này. Loại. Loại. Thế thằng số 3 này gần giống hình tròn hơn đúng không? Cái 3 đứng ngay sau 4. Đây. Đúng chưa? Vậy thì thứ tự giảm dần cao nhất là 1 rồi đến 2 rồi đến 3 rồi đến 4. Đáp án đúng, đáp án A. Nhiều bạn bị nhầm câu này đấy. Nhiều bạn bị nhầm câu này đấy. Mình sang câu tiếp theo, câu số 24 nhá. Câu số 24 nhá. 0,7 gam, 0,7 gam một anken X có thể làm mất màu 16 gam dung dịch brom nồng độ 12,5%. Đấy, mình xem này. 0,7 gam một anken X, 0,7 gam một anken X có thể làm mất màu 16 gam dung dịch brom nồng độ. Vậy anken có thể ký hiệu là CnH2n. Số mol mà 0,7 này mất màu dung dịch brom. Thế tìm được số mol brom bằng 16 nhân với 0, khối lượng bằng 16 nhân 0,125 được bao nhiêu chia cho 160 bằng 16 nhân 0,125 chia cho 160 bằng 0,0125. 0,0125. Lưu ý một anken ăn một brom, vậy suy ra số mol anken bằng 0,0125. Vậy nên mình tìm được công thức phân tử 14N bằng 17 chia cho 0,0125 bằng 17 chia N bằng 0,7, sorry, 0,7, 0,7 chia cho 0,0125 bằng 56. Vậy thì tìm được N bằng 4. Vậy suy ra công thức là C4H8. Dễ không? Trình Vũ 56A. Tốt. Phạm Huy A, chính xác. Đáp án đúng, chúng ta đáp án này. Đấy, thì thấy có nhiều bạn học rất là ổn đúng không? Comment rất là chính xác. Đấy, một tràng vào tay cho tất cả các bạn đã comment đúng chính xác. Giờ mình sang tiếp câu tiếp theo, câu số 25. Cho các chất lỏng sau: phenol C6H5OH, toluen C6H5CH3, ancol benzylic C6H5CH2OH và styren
C nối đôi C, C6H5. Chỉ cần hai thuốc thử để nhận biết các chất đó. Mình nhìn thấy bọn này, mình nghĩ ngay dung dịch brom. Kết tủa màu trắng này, mất màu này, hai này không hiện tượng. Thế giờ còn hai này thôi, đúng chưa? Thì nhìn bên này, natri cũng được, natri vào. Bọn này nhận biết được rồi nhé, bọn này nhận biết được rồi nhé. Anh này không hiện tượng, anh này sụp bọt khí. Nhưng mà NaOH thì không. Bây giờ anh này ăn côn không phải đứng nào mà nên loại luôn. Để đáp án đúng chúng ta đáp án B, bỏ natri và dung dịch brom các em. Nhớ nha, natri và dung dịch brom, đáp án đúng chúng ta 25 phải là đáp án B. Để chờ các em hiểu không nhỉ? Nhưng bạn bị nhầm đấy, thì phân tích lại nhé. Dung dịch brom thì phenol là một kết tụ màu trắng. Và styren thì mất màu dung dịch nước brom. Natri vào thì anh toluene không phản ứng và anh ancol benzylic thì sinh ra khí hydro bay lên. Ok. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 26. Câu tiếp theo là câu số 26. Số đồng phân hợp chất thơm mà vừa tác dụng với natri mà vừa tác dụng với dung dịch NaOH. Natri thì bắt buộc phải có nhóm OH này. Nhưng tác dụng với dung dịch NaOH thì bắt buộc nhóm OH phải đính vào carbon thơm. Nhớ nha. Tác dụng với lại thằng NaOH thì bắt buộc nhóm OH phải đính vào carbon thơm. Thế vậy tương đương với việc là C7H8O mà có vòng benzen này và có OH đính vào carbon thơm này. Vậy đây thì được này. Vòng benzen này, một carbon này, trục đối xứng này, OH đính carbon thơm, 1 2 3 vị trí, đáp án đúng đáp án C. 3. Dương Thị Quỳnh lại bị nhầm, không sao cả anh em nhá, chú ý nhá. Một lần sai một lần đúng. Đấy, đáp án đúng mình là đáp án B, đáp án đúng mình đáp án C cơ, nhiều bạn bị nhầm luôn. Khổ thân không? Câu 27 mặc dù giảm tải rồi nhưng thầy vẫn cho để đề phòng để ở trên trường của em có nhá. Được chưa? Cycloalkan A có DA trên nitơ bằng 2,5. Thế mình tìm được cycloalkan thì công thức là CnH2n. DA so nitơ bằng 2,5 thì mình có là 2,5 nhân 28. Thì bằng 2,5 nhân 28. 2,5 nhân 28 thì bằng 70. 70 mình chia cho 14 bằng 5. N bằng 5. Thế nhưng mà tác dụng với clo chỉ thu được 2 dẫn suất mono clo. Đấy, tác dụng với clo mà lại chỉ thu được 2 dẫn suất mono clo thôi. Có nghĩa là phản ứng cộng rồi. C5H10 mà thực hiện phản ứng cộng thì nó chỉ có thể là vòng vòng mấy cạnh thôi. Vòng 3 cạnh thôi. Đúng chưa? Vòng 3 cạnh, vòng 3 cạnh mà lại thu được 2 dẫn suất mono clo. Chú ý cho thầy là 2 dẫn suất mono clo nhé. Thế vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? C chính xác. À không, sorry nhầm. Sorry các em. Cycloalkan mà cộng với lại clo. Thế ở đây thì chỉ có là trường hợp là vòng 3 cạnh. Vòng 3 cạnh thì có hai thằng C tẹ này. 3 cạnh này. C này, C này mà cộng clo thì nó sẽ tách ra đúng không? Đấy, tách ra thì nếu mà tách ra ấy, thì cộng clo này thì nó sẽ thu được hoặc là C C này. Tách ra thì C C C C này. 1 2 3 4 5. Được chưa? Thế là hai clo đứng cạnh nhau. Đứng cạnh nhau để yên thầy nhìn. Clo thứ hai, đây clo đây. Và clo đính vào anh này. Đúng chưa? Đấy. Thế như vậy thì khó đúng không? Nếu như vậy thì khó. Đúng không? Có rất nhiều, chỉ có một sản phẩm thôi. Đáp án đúng chúng ta là 1,1 dimethyl cyclopropan. Thực ra câu này cũng không quan trọng lắm, bởi câu này nó ít thi, câu này giảm tải rồi. Giảm tải rồi nên bỏ nhá. Sang câu 28 nào. Sang câu 28. Chất A có 6 nguyên tử carbon, mạch hở, phân tử 1 liên kết 3 và 2 nhóm metin. 6 carbon này, 1 liên kết 3 này, 3 nhóm metin này. 6 carbon, 1 liên kết 3. Thử đây xem. Nhưng mà lại 3 nhóm metin. 3 nhóm metin. Vậy là 3 nhóm CH3. 1 liên kết 3. 3 nhóm CH3, khó xây quá nhỉ. Mình thử nhá. 2 metin pentờ 1 in chưa? Pentờ 1 in. Đây. 2 metin đây. 1 CH3 2 CH3 loại A. 4 metin pentờ 2 in. Pentờ 2 in này. 4 metin
không có 4 metin. Vứt 1,2,3 trimetin propin. Propin này. 1. Không có 1, đúng không? Vậy loại tiếp C. Chào Phương Mai, hello em. 2,2,5 trimetin hex 3 in. Hex 3 in nữa. Hex 3 in. Đây, 2,2,5 thế thì không phải là có 6 phần tử carbon loại hết. Vậy chẳng có đáp án nào đúng, đúng không? Câu này thiếu. Suy ra bán này nha. Câu này chắc là để lỗi ạ. Câu số 29 nào. Câu số 29. Khi điều chế CH2 bằng phương pháp nhiệt phân nhanh metan, nhiều bạn bảo làm sao điều chế được CH4 1500 độ C nhá, là ra được CH2 này, acetylen này, hydro này, một phần metan chưa phản ứng này. Tỷ khối hỗn hợp của A so hydro bằng 5. A DA so hydro bằng 5. Hiệu suất phản ứng bằng ngoại chấm. Và đây mình có này. Và đây mình có này. CH4 mà tạo thành C2H2. Đúng chưa? Đây là 2. Được chưa? Thế bây giờ thì đặt số mol C4 là 1 mol. Ban đầu. Vậy số mol phản ứng là A mol. Thì số mol C2H2 tạo thành là A nhân 1 chia 2, 0,5A. Thì số mol sau là 1 trừ A và 0,5A. Đây cũng hỗn hợp A nhé. Vậy đây là hỗn hợp A sau còn này. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Ok. Bạn Nguyễn Quỳnh bạn hỏi thầy ơi sao câu 28 lại loại B? Các em đợi thầy nhìn lại một chút nhé. Câu 28 xem nào. 28 này, một liên kết 3 nhóm metin. 4 metin pentơ 2 in. Pentơ này. 2 in này. 4 metin. 1 2 3 4. À, thế thì đúng 1 2 3 nhóm CH3. Sorry các em nhé, đáp án đúng mình không phải đáp án E đâu. Đáp án đúng đáp án B. Thank you cả nhà, bữa nay thầy làm nhanh quá. Ok, cảm ơn Hoàng Yến. 3 nhóm metin đấy, đúng rồi đấy. CH3 này. CH3 này. CH3 này. Cảm ơn bạn Hoàng Yến, cảm ơn bạn Nguyễn Quỳnh nhá. Đúng rồi, cảm ơn. Vừa nãy thầy nhìn nhầm đấy, thầy không nhìn thấy, thấy chưa? Cảm ơn các em. Đấy, bây giờ thì quay trở lại tiếp câu 29 nhá. Hiệu suất chuyển hóa metan thành acetylen thì các em chú ý thầy này. Đây là D của A so hydro. Thế thì hỗn hợp là đầu là D của CH4 so với hydro của thầy ấy, thì có phải là bằng là 16 chia cho 2 không? 16 chia 2 bằng 8 không? Đúng chưa? Ở đây mình có một cái chiêu là D trước chia D sau bằng N sau chia N trước. D trước của thầy thì có phải là bằng 8 không? Vậy chúng ta phải tính 8. D sau của thầy bằng 5. Bằng N sau. N sau này. N sau có phải là gồm CH4 và CH2 không? 1 trừ A cộng 0,5A. Chia cho N trước là 1. Vậy suy ra đây thì được. 1 trừ A cộng 0,5A. Vậy là 1 trừ đi 0,5A. Thì bằng 8 chia 5. 8 chia 5. 8 chia 5 bằng 1,6. Sao lại lỗi mình nhỉ? D trước là bằng 8, đúng không? 8. D sau là bằng 5. Đúng rồi. Thì bằng N sau. 1 trừ A cộng 0,5A. Thế thì đang lỗi ở đâu nhỉ? Acetylen hydro, tỷ khối của A so với hydro bằng 5. Tỷ khối của hỗn hợp A so với hydro bằng 5. Thì tỷ khối của thằng... À thôi chết rồi, thầy nhầm. Đây là... đây là CH4. CH4 là 12 cộng 4 là 16. 16 mà 1 mol thì chia cho 2 thì bằng 8. Đúng rồi, tỷ khối của nó so với hydro bằng 8. Tỷ khối thằng A so với hydro bằng 5. D trước là bằng 8. D sau là bằng 5. Đúng rồi. D trước bằng 8, D sau bằng 5. Bằng N sau. N sau chia N trước. À còn hydro nữa. Phương trình thể thiếu hydro các em ạ. H2. 2C2, 42, 4 là 8. 8 trừ đi 2 thì còn là 6. 6 loại 3 H2. Và anh này là bằng A nhân 3 chia 2 bằng 1,5A nữa. Thầy thiếu các em ạ. 1,5A. Ok, chào Khánh. Tối thứ tư tuần sau nhé. Tối thứ tư tuần sau thầy sẽ live tiếp. Vậy là thầy sẽ có này. D trước bằng N sau. N sau là 1 trừ A cộng với 0,5A cộng với 1,5A. Vậy suy ra có là 1
cộng với lại trừ a này cộng 1 này là 1 cộng a thì bằng 1,6. Đúng chưa? Vừa nãy thấy lỗi chút. Thế mình có là a bằng 0,6. Suy ra hiệu suất bằng 0,6 chia 1 thì bằng 60%. Được chưa? Các em hiểu bài không? Câu này rất là hay đúng không? 60% đáp án đáp án B. Đấy, nên là câu này rất dễ, có khả năng thi. Đấy, bạn nào mà chưa làm được thì nhớ chụp lại ảnh màn hình nhá. Xem lại về tường, tí giải lại nhá. Câu cuối cùng, câu 30. Kết luận nào đúng với sự tỳ đèn? Đồng nhất gen sai. Không no, sai. Đồng nhất gen sai. Thử. Ok, buổi học đến đây là kết thúc. Hy vọng là các em có những cái trải nghiệm tuyệt vời khi học thầy. Và sắp tới đây thì thầy có khai giảng cái khóa live stream cũng như khóa full video. Bạn nào muốn quan tâm và muốn đăng ký khóa học của thầy thì inbox cho fanpage. Tối thứ tư tuần sau 20 giờ thứ tư thầy sẽ thực hiện chuỗi live lấy gốc cho tất cả các bạn kèm. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.